Dựa trên đánh giá từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã quyết định không khởi tố vụ bé Thái Lý Hậu Nam 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông tử vong. Theo Thượng tá Trần Trung Quốc, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đồng Tháp, đây là sự việc đau lòng và là tai nạn hy hữu, không có dấu hiệu tội phạm. Do đó, cơ quan điều tra đã quyết định không khởi tố vụ việc liên quan vụ việc giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp lê quang bảo cho biết hiện tại do chưa thống kê được nên chưa thể đánh giá tổng kinh phí cứu nạn cứu hộ nhà đầu tư đã lo toàn bộ chi phí liên quan đến cứu hộ cháu bé sau khi quan tất cứu hộ bé hào nam đơn vị thi công tiếp tục việc thi công cầu rọc sen đối với vị trí tai nạn đơn vị tư vấn phải điều chỉnh lại phương án xử lý kỹ thuật trình các cấp phê duyệt Trước đó vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, một nhóm trẻ em lẻn vào công trường cầu Độc Sen và bảo vệ phát hiện, yêu cầu ra khỏi công trường. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên đã quay lại. Bé Hậu Nam bị lọt vào trong lồng trụ bê tông có đường kính 25 cm, dài 35 m. Sau 21 ngày nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp cứu hộ, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể bé Thái Lý Hậu Nam lên mặt đất.